Xin chào các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Mình đã mua và sử dụng dây chuyển động máy khoan này một thời gian và mình thấy nó bất tiện ở chỗ về phần công tắc của máy khoan. Là khi mình muốn sử dụng thì mình phải bật máy khoan và khóa công tắc lại để sử dụng. Còn đây là khi mình sử dụng xong mình phải mở khóa rồi mới tắt được máy. Hoặc là cách khác mình sẽ khóa sẵn công tắc và cắm dây vào ổ điện để bật máy. Như vậy cũng sẽ rất mất thời gian và bất tiện. Nên hôm nay mình sẽ làm một công tắc cơ cho máy khoan để sử dụng dây chuyển động. Các bạn cùng xem mình chế tạo ra nó như thế nào nhé. Mình sẽ dùng một cây ren 12 ly, các bạn có thể dùng cây sắt tròn cũng được. Mình sẽ vẽ và cắt một ngàm dương khoảng 4 mm. Tiếp theo là đoạn sắt tròn phi 12 khác, mình sẽ cắt lấy chiều dài là 6 cm. Mình sẽ khoan lỗ và cắt để tạo thành một ngàm âm 4 mm. Sau khi khoan các lỗ xong thì mình sẽ cắt cái ren lấy chiều dài là 5 cm. Và tiếp theo mình sẽ xỏ thêm chốt vào lỗ 4 ly mình đã khoan trên hai thanh sắt. Bây giờ hai thanh sắt này có thể gập lại giống như là bản lề. Tiếp đến là mình sẽ cắt một tấm sắt có kích thước như trong hình. Sau đó mình sẽ khoan thêm hai lỗ và mình sẽ tạo ren ở lỗ 4 ly ở giữa. Còn phần ở dưới cùng mình sẽ uốn cho nó vuông góc lại. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng một đoạn ống có thể lọt được cái ren 12 và mình sẽ hàn vô miếng sắt mình vừa cắt xong. Và mình sẽ hàn thêm hai đoạn sắt và khoan lỗ để bắt lò xo. Mình sử dụng cái ren này không hiệu quả lắm vì khi nó trượt trong ống nó sẽ làm tăng độ ma sát. Bởi vậy mình đã thay thế cái ren 12 ly bằng một cái sắt tròn có kích thước là 12 mm. Ở đây mình sẽ sử dụng dây kép sẽ đẹp và cho thêm vào đây một cái lò xo để tăng lực đẩy cho dây kép. Về nguyên lý hoạt động của cái công tắc này giống như là đòn bẩy. Khi mình kéo dây kép về phía sau như thế này thì cái chốt sẽ được đẩy lên. Tiếp đến là mình sẽ làm phần bàn đạp ở chân. Ở đây mình sẽ dùng đoạn sắt vuông có 12 mm và mình sẽ khoan các lỗ như hình.
Ở đây phần đế công tắc mình sẽ sử dụng một tấm sắt có kích thước là 4cm x 9cm và mình sẽ hèn hai thanh sắt này vào đế. Mình sẽ xỏ phần đầu còn lại của dây kép và siết ốc lại để giữ cố định phần dây kép. Tiếp theo mình cũng sẽ dùng một tấm sắt có kích thước là 4cm x 9cm và mình sẽ cắt rồi hèn vào phần đế. Mình sẽ cắt thêm các rãnh trên mặt đẹp để tăng thêm độ mai sát. Sau khi cắt xong các rãnh thì mình sẽ hèn vô phần đế của bàn đẹp. Tiếp theo mình sẽ dùng giấy để vẽ lại và cắt như hình. Sau khi cắt xong thì mình sẽ hèn phần công tắc vào. Mình sẽ gắn cổ dê phi 42 vào đầu khoen và siết chặt lại. Rồi mình sẽ hèn cố định phần công tắc lại vào với cổ dê. Còn ở mặt sau của công tắc thì mình sẽ hèn thêm một cái móc để mình có thể treo máy khoen lên. Vậy là phần công tắc đã xong, mình sẽ mài sạch và sơn màu lên nó. Vậy là công tắc cơ của máy khoen mình đã chế tạo xong, bây giờ mình sẽ test thử. Mình sẽ thử gắn dây chuyển động vào để test. Ok, cái công tắc này hoạt động cũng khá là ổn định. Khi mình muốn sử dụng, mình chỉ cần đạp chân vào công tắc. Còn nếu mình muốn tắt máy thì mình chỉ cần thả chân ra. Trên đây là video hướng dẫn làm một công tắc cơ của dây chuyển động để sử dụng vào máy khoen. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn. Bye bye.